em gắn súng to khủng luôn nha. Đây, rất là to luôn nha mọi người. Tôi gắn chung nè, nó ăn con gắn bông súng nè mọi người. Đó, rất là to luôn mọi người. Nè, mình xem nè. Rồi, gia nhập vô cái lồng luôn. Nam em. Đây là con gắn chung nè. Đó, nó cắn con lịch mà nó dính lưới luôn nè. Con to luôn mọi người. Con gắn chung nè, nó ăn con gắn bông súng nè mọi người. Đó, nó đang ngậm cái đầu nè mọi người thấy không? Đó. Đang ngậm cái đầu con gắn bông súng đó mọi người. Đó, nói chung rất là to luôn nha. Mọi người xem nè, gắn bông súng cũng to luôn. Đó, nó đang ngậm cái đầu con gắn chung, đang ngậm cái đầu con gắn bông súng. Nói chung rất là to luôn, chạy tới thằng này. Đó, nó dài tới thằng đó luôn nè. Lùi nữa. À, gắn bông súng rất là to luôn nè. Bắt nó nha. Giúp nha mọi người. Đi vô cái đầu giống con súng nha. Rất là to luôn. Đó, mọi người thấy không? Chúng bắt gắt con súng sao nha. Đó, rất là to luôn nha. Quắn ở dưới nè. Bỏ vô cái lồng này nha mọi người. To luôn mọi người nha. Hấp dẫn nha. Đây, một em vô lòng. Một em gắn chung đầu tiên nha mọi người. Em gắn bằng súng kia thì nó dính lưới. Ở đâu rồi? Hình như là không có dính lưới mọi người ơi. À, nó giục luôn rồi. Đấy không? Đó, vẫn còn. Đây mọi người. Nó con súng này chết luôn rồi. Đây nó gắn chung cắn chết. Rất là to luôn nè. Bị gắn chung cắn chết rồi mọi người. Rồi, cho mấy chỗ lòng luôn. Rồi, một em gắn chung, một em gắn bông súng đầu tiên nha mọi người. Mọi người, anh thăm cái lứa coi xem dính gắn nữa không nha. Gắn hay là cá gì đó. Quay lại cho mọi người cùng xem tiếp. Cái lứa này dính một em gắn bông súng rất là to nè. Nè mọi người xem nè, đó thấy không? Một em gắn bông súng rất là to luôn. Đó, bên đây dễ thấy không mọi người? Nè, em gắn súng to khủng luôn nha. Nè, mọi người xem nè. Đó, rất là to luôn. Đó, rất là to mọi người. Thả máy nha. Rồi, sớm. Con quắn cứng ngắc vô cây dầm luôn nè. Rồi, một em to khủng nha mọi người. Đây. Giống con súng mới lớn này rất là to. Nó quay ở đây gõ mọi người dễ thấy hơn nè. Đó. Ở đây là nãy quay cái đó người sáng mọi người. Nè, rất là to luôn nha mọi người. Gắn con súng mới lớn này là gắn khủng nha. À, đó.
to khủng luôn nha mọi người. Rồi mé vào lòng tiếp nha. Lòng với hai em kia mà em gắn con súng kia chết rồi mọi người. Rồi lòng với em gắn chung nha. Đấy. Ba em. Hôm nay thu hoạch khá khá mọi người. Hôm qua thu hoạch chỉ có một con à. Chắc mình gộp cái clip đó vô với cái clip này cho mọi người xem chung luôn nha. Chung luôn nha. Cái lưới này dính một em gắn con súng cũng to nữa mọi người. Em này rất là to nha. Đây nè, mọi người xem nè. Đó, rất là to luôn mọi người. Đó, mấy nha. Nè mọi người xem nè. Đó. To chưa? Đấy. Đó. Một em. Đây. Rất là to luôn nha mọi người. Nè. Thấy chưa? Rồi, cho máy vào lòng luôn. Em gắn chung đang bò kìa mọi người ơi. Gắn chung ăn gắn khác hung dữ lắm á. Ừ. Nó còn ăn con lươn nữa mọi người. Mà ở đây không có lươn cho nên nó đã bắt buộc chắc phải ăn gắn con súng thôi. Đấy, vuông này nuôi tôm đó mọi người. Giờ không có lươn đâu. Hồi xưa có chứ giờ không có đâu. Giờ có mấy con trình nào thôi. Mấy con trình nọ mà cũng rất là ít. Đó. Bốn em nha mọi người. Đây. Bốn em. Ba em bông súng. Một em chung. Một em gắn chung. Đó. Em nào cũng to hết. Cuộc chắc chắc đây mọi người. Để không để ý là bò mắt ạ. Tay lưới mọi người. Năm tay lưới mà được 4 con nha. Tại em gắn chung không có dính lưới. Tại nó đến nó ăn con gắn bông súng cho nên bắt dính thôi. Cũng như là năm tay lưới là 3 con. 3 con gắn bông súng. Đó. Còn mương bên đây thì mình còn 5 tay nữa mọi người. Mọi người theo dõi nha. Khi nào dính quay cho mọi người xem nha. Đây mọi người ơi. Tay này dính một em gắn một súng rất là to luôn nè. Đó mọi người thấy không? Rất là to luôn nha. Đây. Chèo cái xuồng lại mọi người để nó trôi. Đó, rất là to luôn mọi người. Nè, mọi người xem nè. Đó, thả máy ra nha. Em này khó tháo mọi người. Rồi, nó quắn vô cái chân quay luôn mọi người. Cầm lại mới được. Ô, em này cũng dễ tháo nè. Dính lưới ít mọi người. Dính ít mặt à. Không dính nhiều. Đó, ra rồi. Rồi, một em tiếp tục nha mọi người. Đây, rất là to luôn. Mình xem nè. Tuyệt vời nha. Vào lòng tiếp tục. Được 4 em hả mọi người, 5 em chứ.
4 em. Thêm em nữa nha. Rồi. Gia nhập vô cái lồng luôn. 5 em. 4 em bông súng nha, 1 em gắn chung. Gắn chung nó ít xuống nước lắm mọi người, nó sống trên bờ. Tại sao nhưng mà hôm nay vô tình phát hiện dưới nước nó ăn để gắn bông súng nha. Bắt dính luôn. Tiếp tục mọi người. Vô mọi người ơi. Người xem nè, hồi nãy là gắn chung ăn gắn bông súng không? Bây giờ là gắn chung ăn con lịch nè. Con lịch dính lưới gắn chung đến ăn nè. Rồi nó dính lưới luôn. À, này hấp dẫn nha. Rồi mọi người cùng xem nè. Đó, con lịch nè mọi người. Chỗ này là con lịch nè. Đó, con lịch nè, mọi người thấy không? Nè. Đó, nắm cái đuôi con lịch lên mọi người xem nè. Đó, con lịch dưới vuông đó mọi người. Đó, đây là con gắn chung nè. Đó, nó cắn con lịch. Rồi nó dính lưới luôn nè. Hồi nãy con kia cắn giống con súng không dính lưới nè. Gắn chung này to hơn gắn chung kia mọi người. Đó, hấp dẫn nha mọi người. Ừ. Đó. Hấp dẫn luôn, to mà ú nè. Vô mánh mọi người. Nè, nó nuốt nè. Nè, nó nuốt cái con lịch vô tới đây cứng cứng luôn nè mọi người. Hình như là nó chết hay gì mọi người ơi. Bị gì nó chết ta? Chẳng lẽ nó nuốt con lịch vô đây rồi nó chết. À, chả hiểu luôn. Để mình tháo nó ra xem. Hình như là nó chết mọi người. Đó, nó chết rồi mọi người. Nè. Chết rồi. Nè, con lịch trong con người nè. Đó. Thấy không? Đây nè. Đó. Nó cắn con lịch rồi nó chết luôn á mọi người. Đây nè. Thôi mình tiếp tục mọi người. Để mọi người ơi, ở đây còn một em gắn bông súng nữa mọi người ơi. Đây. Trời, em ấy chết luôn. Ở lưới này bị xui rồi. Em nào cũng chết hết. Đây. Em rất là to luôn mà chết rồi nè, mọi người xem nè. Đó, vậy là tới lưới này dính hai cái em mà chết hết rồi. Đây mọi người, chiến lợi phẩm hôm nay nè. Đó, trong đây bốn gắn sống nè, ba con chết rồi, con gắn chung nè này nuốt con lịch nên chết nè. Đó, em có lóc nữa nè, lóc em nữa nè. Còn trong đây nữa, con mít nó bắt con kia. Đó. Bỏ vô đó luôn nha. À, trong đây còn đâu 7 con mọi người, 7 con giống súng đây nè. Tà to nè. Đây 4 con nữa, bỏ 4 con vô đó luôn nha. Đó.
mấy em to to nha. Xem nè, em nhớ là to nè. Ê, em này chạy mọi người. Mày chết hay gì à, còn sống đó nha. Mấy em này à? Nhìn xem nè. Đó. Em dẫn chưa? Con to không mọi người? Đây nè. Con này nó nuốt không? Chỉnh vô nó mới chết nữa nè. Lôi ra. Đó, chỉnh rất là to luôn nè, người thấy không? Có bé xíu mà nó nuốt con bị lớn này nè. Nè. Chỉnh rất là to luôn nè. Hôm nay thì bị em gắn chung cây nuốt vô chết nè. Bị ngập. Mọi người xem clip thấy thú vị nhé, để lại một like cũng như comment và đừng quên chia sẻ video ủng hộ nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.